Thưa quý vị, nhằm triển khai có hiệu quả các biện pháp phòng chống, ngăn ngừa và kiểm soát triệt để sự lây lan của dịch bệnh COVID-19 ra cộng đồng. Theo tinh thần chỉ thị 16 của Thủ tướng Chính phủ, thực hiện chỉ đạo của Ủy ban Nhân dân tỉnh, từ ngày 4 tháng 4, Công an tỉnh đã phối hợp với các lực lượng thành lập các tổ kiểm tra liên ngành tại các cửa ngõ ra vào tỉnh. Các chốt kiểm tra được đặt tại quốc lộ 51, thị xã Phú Mỹ, giáp huyện Long Thành, tỉnh Đồng Nai, Quốc lộ 55 địa phận xã Bình Châu huyện Xuyên Mộc giáp huyện Hàm Tân tỉnh Bình Thuận và Quốc lộ 56 địa phận xã Kim Long huyện Châu Đức giáp với huyện Cẩm Bỉ tỉnh Đồng Nai. Mỗi chốt bao gồm cán bộ chiến sĩ lực lượng cảnh sát giao thông, cán bộ thanh tra giao thông, y tế có nhiệm vụ kiểm tra y tế đối với hầu hết các phương tiện giao thông từ địa phương khác đến tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu. Lực lượng cảnh sát giao thông, thanh tra giao thông có nhiệm vụ ra hiệu lệnh dừng phương tiện để kiểm tra, kiểm soát hàng hóa, hành khách cán bộ y tế đo thân nhiệt, hướng dẫn người dân khai báo y tế. Nếu phát hiện các trường hợp có biểu hiện nghi nhiễm COVID-19, sẽ báo cáo ngay về Ban chỉ đạo phòng chống dịch của tỉnh để kịp thời xử lý. Song song đó, kết hợp tuyên truyền, phổ biến cho người dân thực hiện tốt các quy định của nhà nước về phòng chống dịch bệnh. Thời gian hoạt động của các chốt đảm bảo liên tục 24 trên 24 cho đến khi có thông báo mới.